chào các bạn, hôm nay mình thu hoạch cải bẹ xanh nha các bạn. Thì nhổ cho nó bứt rễ lên luôn mà. Đứt ngang cũng được, không sao hết. Nhổ hết luôn đi. Nhổ lên bây giờ ăn không hết, mình làm dưa. Muối phải khô hả? Quá chừng này các bạn ơi, nhổ không một bơ một mớ rồi để cho ông Dưỡng bển rồi đó. Các bạn thấy không? Giờ nó có bông rồi, nó cũng già rồi. Nhưng mà ăn rất là ngon các bạn. Mình tét cái già ở ngoài còn cái cọng á, trời ơi, hổm kho mặn. Kho với cá thắt lát ăn. Tuyệt vời luôn. À, nấu canh chứ, nấu canh cá thắt lát quên là kho. Trời ơi, nó bự nữa. Cái cải này nó ngon hết chứ không. Cái này. Wow. Tuyệt vời. Mấy cái cải này là chú Hải kế bên nhà này cho cái con mình trồng đó các bạn. Em cứ nắm nhổ hết đi. Quá đã. Rồi mấy cái lá này, mấy cái nhỏ nhỏ này là gì vậy? Đâu? Mấy cái trong nhỏ nhỏ này. Ở phía đó cỏ. Ôi. Giỏi quá, trồng rồi. Quá chừng rồi. Trời ơi, cái này các bạn ơi. Mê. Mê luôn. Nhổ lên bắt đầu mình có cái này trống rồi, bắt đầu mình trồng một khác nữa. Trời ơi. Các bạn. Wow. Ham quá. Lần đầu tiên được nhổ cỏ cải. Hồi đó thì cắt chút luôn à. Wow. Cây này em nhổ còn rễ dưới rồi. Quá bự luôn. Ôi. Ôi. Các bạn coi cái cây cải này nè. Ở Việt Nam thì mình lấy cái cải tiền xài là mình làm cái đen. Còn này bây giờ mình phơi, mình muối. Phơi cho nó dốt dốt xong cái mình muối. Ôi. Quá. Để nữa hầm cho ăn. Đây nè. Wow. Trời, ngồi sau lưng ăn nữa kìa. Bây giờ mấy cái bông nè. Cắt riêng trước nha. Các bạn coi nè. Ôm luôn. Wow. Nè em ôm anh chụp cho anh bôi hình. Thêm một xỉa nữa nè. Em bưng xỉa lên đây. Đưa anh, đây cho mà. Anh để lên đi. Để lên sẽ được, em ôm này một mà không hết nữa. Để lên luôn vậy đó. Ừ. Được không? Ừ. Ôm nổi không? Ủa sao được. Ừ. Vui quá ôm nổi. Vui quá ôm nổi. Vậy nha. Ừ. À, vậy chụp hình nha. Chụp chung mô hình nha. Wow. Quá trời luôn. Em nghiêng cái bè kia qua thấy cái cải bự lắm. Dạ. Nghiêng qua trở lại. À đó. Wow. Rồi để tắt máy mình chụp hình nha. Quá chừng các bạn ơi. Có lên bông nè. Mấy cái này mình chừa làm giống rồi các bạn. Ôi bù rau cần luôn đó, tốt hết sức không. Nè. Rau cần vậy lá. Nặng quá. Wow.
nặng quá. Bưng lại đây, bưng lại đây nè, đi vòng đây lại bàn nắng để nắng luôn. Để ra mình cắt cái cuốn đi rồi cái mình phơi nắng. Ừ. Mai mới rửa. Rồi đem lại bàn đi. Thành quả của mình thu được. Cái dao này cắt cái rễ luôn. Như cắt cái gốc phơi phải không? Ừ. Mai phơi nắng xong cái đem đi rửa. Rửa mấy mấy muối. Ôi, coi cây nào cây nấy. Ý là mùa đông nữa các bạn, mà mình trồng nó bự vậy đó các bạn. Lạnh á, cỡ này sắp lên nhổ hết cái đợt này, đợt sau mình trồng có thể tốt hơn nữa. Đất cây này nó làm những cái phân sẵn nha các bạn ơi, nó tốt dữ trời. Mình không có bỏ phân gì nhiều hết á. Phân mình mua phân hữu cơ, rồi mình bỏ lót ở dưới rồi mình trồng. Cái này là organic đấy các bạn. Đó, miếng vườn của mình đó. Các bạn thấy không? Còn ba cái cải dưới đó nó mọc rồi các bạn. Quá chừng có nó mọc kìa. Gái mình nó làm rớt hột rồi có nó mọc á. Nhổ hôm nay ăn lớp cho bà con. Anh em lại chơi cái nhổ cho về ăn mềm xèo non sạch luôn. Non chành chạch luôn. Non chành chạch. Mới có nắng mới phơi ha. Bây giờ để cứ gỏi vậy luôn anh. Ờ để vậy luôn nắng hả? Là có nắng là nó héo. Mình không muối trước hả? Không. Nó héo xong rồi mình mới rửa. À. Rửa xong rồi mình mới chà muối. Ừ. Giò muối rồi mới phơi khô. Ừ. Để con keo để dành ăn. Chà muối xong rồi ủ. Ủ xong rồi cái mới cho nó xẹp xuống ấy hết rồi mới đem ra. Ừ. Đem ra rửa lại nữa. Rồi mới phơi khô. Ừ. Mà làm cái này thì em làm theo là cái cải khô thôi chứ không có làm theo là cải đen. À. Rồi mình đi ra mình đi. Mình coi mấy cây cải của mình mới trồng này các bạn. Cái này nó tự mọc nha, này cải tự mọc nha. Các bạn thấy đẹp không? Rồi ôi. Ôi trời, còn cắt rau thơm nữa thôi ngày mai. Ừ. Cắt nó cộng lát mình vô mình ăn chứ. Có, mới cắt hôm qua rồi. Ừ. Nè, cắt rau thơm nè. Lên cái khác. Ừ. Ngày mai về. Cắt cái nhóm luôn đó đó. Mà thôi đi nhiều lắm rồi, ngày mai đi giờ tối rồi. Ôi ôi cái mã đề kìa. Đó, mã đề nè. Quá trời, hồi nãy em kêu anh cắt vừa có mía rau, có mía rau. Còn cái này là rau gì? Cái này rau min. Rau rau min. Rau húng á. Hết sức tốt luôn. Ừ. Anh thấy nó to, cái lá to ghê á. Nó hơi cải nó mọc này các bạn thấy không? Wow. Quá chừng luôn. Cái gì chị? Cái cây bông giấy Nhật. Vậy của anh á, bông giấy màu trắng. Không rộng rụng không còn cái lá nữa, đem vô nhà kính cho nó mọc lên nha, tốt ghê không? Chuối thêm năm cho. Tiêu. Thôi về đem qua đây ăn thử coi. Nè. Cắm vô bên đây thử coi. Đó, nhổ cái này ăn không? Thôi thôi nhiều lắm rồi. Bây giờ thằng này nó hết màu xanh nè. Đó, các bạn thấy không? Hồi đó đem ra đi xanh lè, bây giờ nó lên màu tím đậm luôn. Cây nào có nấy bự hết chứ không? Rồi anh chỉ em, nói anh chỉ em gì vậy? Thì mấy cây xà lách nè. Ừ. Mà trong này còn nhiều lắm nè, mà cái này sợ lụa có dâm ra được ăn dữ lắm á. Đó, xà lách. Anh ô mình để trong nhà kính nè, bữa nay nó tốt lên rồi thấy không? Đem ra đây chuẩn bị trồng mấy cái thùng trên mấy cái mặt thùng này nè. Cái này mưa mốt chắc nó tím luôn á. Thì đó tím giống cây bệnh á. À.
anh để trên mặt thùng này là anh trồng mỗi mặt mỗi trên mặt thùng này là ba bốn cây vậy. Nó đỡ tốn nước. Nó đỡ tốn nước, nó đỡ mình phân này cái nọ là nó lớn cái mình ăn cải trước. Còn mấy cây này là nó lớn hoài. Ngày mai em cắt cái bông đó em vô xào thịt bò được á. Cải nó hả? Cải nó cây cũ. Cái bông không á. Tháng này nó chưa có cũ rồi. Cái bông chắc ăn được mà hả? Được. Cắt mình cái bông mới, vô xào. Mình mới trồng cái khoai tây đó các bạn. Khoai tây thì mới xào. Tốt ghê không? Nè, đó, cải này mới ngon nè. Đó, xà lách lụa ra, xà lách tím á. Này chị Phúc chỉ cho hột mình gieo mình trồng đó các bạn. 21 thì rau dền nè, nó lên nhiều lắm. Đó, mấy cái ớt này nó bắt đầu đâm tược lên nè, thấy không? Mấy cái ớt nè. Tới mùa xuân nè, đâm tược lên xanh nó trơn, thấy không? Không hổng, cắt hết trơn. Nghe này ớt chuông, thấy không? Ớt chuông. Nè, anh gieo hột dền nè. Ồ, nó lên đầy hả? Nó. Ôi, nhiều quá. Ôi, nó lên quá trời luôn. Nhiều quá. Giờ anh kiếm mồng tơi gieo nó đi. Múp, tìm múp đâu? Tìm múp gieo cho nó. Múp gieo bò. Ôi, ra vườn vui không? Vui. Đó, có cái cải nè. Mấy cái cải này nè. Chừng nào mình ăn hết ba cải đó, bắt đầu tới cải này nè. Đó, các bạn thấy không? Cái tốp kia hết rồi bắt đầu tới cái tốp này. Đó, trong kẹt trong hốc gì mình trồng hết trơn á. Anh chị, cải xanh nè. Cái chuối này nó còn rễ nè, chiều không sao nè, còn tươi nè. Đem qua một chỗ nắng trồng đó. Đi. Cắt ngang trồng được. Đúng lắm nè. Còn cái này mình gieo nè bạn. Cải này cải mình gieo nè. Mấy cái chậu làm luôn không? Nhổ luôn đi. Nhổ luôn. Mấy cái linh bông này mình để lấy giống các bạn. Vũ đất lại phân nè. Cây đó chừa đi lấy giống. Rồi chừa đó đi. Rồi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn thấy hôm nay mình thu hoạch miếng vườn mình cải vệ sinh, các bạn thấy đẹp không? Vui không? Rồi chào khán giả này các bạn. Bye bye, chào khán giả đi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại những video tiếp theo các bạn. Các bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe và ủng hộ mình, cho mình một like để làm động lực mình làm những video tiếp theo. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại những video sau. Bye bye. Bye.